Xin chào quý thính khán giả. Các tin chính hôm nay: khôi phục công viên Lam Sơn trước nhà hát thành phố sau 6 năm rào chắn để làm nhà ga metro ngầm của tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Tiến độ hoàn thiện khách sạn Hilton Sài Gòn. Tiến độ của cầu thủ Thiêm 2. Đến với bản tin số 1. Sau 6 năm bị rào chắn do ban quản lý đường sắt mượn đất để làm ga metro số 1, đến hôm nay, công viên Lam Sơn trước nhà hát đã được nâng cấp lần thứ 2, hoàn toàn mới. Theo hướng hiện đại hơn, phù hợp với cảnh quan chung của khu vực và nơi này sẽ là công viên văn hóa. Trở về quá khứ, trước nhà hát thành phố là công viên Lam Sơn và bùng binh cây liễu, có hồ nước nhân tạo và đài phun nước 2 tầng. Xung quanh có nhiều cây cổ thụ rợp bóng mát, là nơi nghỉ ngơi, chụp hình lưu niệm, giải trí của người dân. Đến tháng 7 năm 2014, hàng cây xanh ở công viên bị chặt hạ, đài phun nước phải phá bỏ để phục vụ xây dựng nhà ga ngầm của tuyến metro số 1 bên dưới. Còn bây giờ sẽ là nơi kết nối không gian công cộng giữa nhà ga ngầm và không gian trên mặt đất. Đến cuối tháng 4 năm 2020, ban quản lý đường sắt đô thị đã hoàn trả mặt bằng công viên này cho Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh. Sáng ngày 5 tháng 6, thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ khởi công công trình khôi phục, nâng cấp công viên trước nhà hát thành phố. Tham dự buổi lễ có đầy đủ giới chóp bu của thành phố hiện nay. Thành phố yêu cầu nhà thầu thi công tập trung nhân lực, thiết bị, khẩn trương thi công, hoàn thành công trình và đưa vào khai thác trước ngày Quốc khánh 2 tháng 9 năm nay. Nâng cấp công viên này dựa trên nền hiện trạng đã thi công lần 1, công viên có những không gian trống và mở để sử dụng đa năng như triển lãm văn hóa, hình ảnh, đi dạo. Thiết kế tương đối giản đơn, không có những chi tiết rườm rà, rối mắt. Khu vực công viên sẽ được bố cục mảng xanh, tập trung phía trước nhà hát và điểm nhấn là trục công viên, kết nối giao thông bộ và khoảng đệm ra đường Nguyễn Huệ. Và điều đặc biệt là nhà hát thành phố không bị che khuất tầm nhìn để tạo điểm nhấn. Sau này, trục công viên Lê Lợi, chợ Bến Thành hoàn thiện thì đứng ở sảnh nhà hát thành phố sẽ phóng tầm nhìn đến tận chợ Bến Thành. Hệ thống mảng xanh công viên được bố trí thành 3 lớp cây, cây tầm cao, tầm trung và thảm cỏ cây xanh tầm thấp theo thứ tự, ưu tiên giữ lại tối đa hệ thống cây hiện trạng. Trong công viên có 3 cây dầu này đã được giữ lại, cao nhất và lớn tuổi nhất công viên. Tuy nhìn chiều cao không đồng đều với cây trồng mới, nhưng qua 5 tháng được chăm sóc thì sẽ ổn. Theo quan sát, đã có nhiều cây bổ sung thêm về số lượng và đa dạng các chủng loại cây cảnh trang trí để tạo màu sắc, tạo điểm nhấn cho khu vực công viên hơn so với lần trước. Công viên nâng cấp lần này, mặt sân hoàn thiện, đều lát bằng đá granite, nhìn đẹp hơn so với lần một là lát gạch. Cây trồng ở đây sẽ là loại cây bản địa của thành phố Hồ Chí Minh, có rễ cây ăn ngang để bảo đảm không ảnh hưởng đến đường hầm metro phía dưới. Cả khu vực sẽ được trang bị hệ thống tưới nước tự động, chiếu sáng công cộng mỹ thuật, kết nối với phố đi bộ Nguyễn Huệ ở khu vực đài phun nước. Công viên không có những tượng đài cố định, sau này sẽ có những phủ điêu có thể di chuyển để tùy nghi bố trí không gian cho sự kiện. Tiến độ giữa tháng 8, công viên Lam Sơn theo hình ảnh này gần như đã hoàn tất toàn bộ, có thể hoạt động trước ngày 2 tháng 9 như kế hoạch mà thành phố đã yêu cầu trước đó. Có lẽ công trình công viên này thuộc hàng hiếm thấy có 102 của thành phố, khi đã hoàn thành đúng tiến độ theo yêu cầu nhất các công trình khác của thành phố, tiến độ hoàn thành đúng như thế này chắc chắn đỡ tốn kém nhiều. Công viên Lam Sơn được thiết kế thành công viên văn hóa, là điểm đầu của trục đường Lê Lợi, giao nhau với phố đi bộ Nguyễn Huệ. Tại khu vực đài phun nước, kéo dài dọc theo đường Lê Lợi, kết nối với khu vực chợ Bến Thành, hình thành một trục thương mại. Tuy là điểm khởi đầu trục đường thương mại, do vị trí tách biệt so với phần chính bị phố đi bộ cắt ngang qua, nên công viên Lam Sơn có quy mô khiêm tốn, chỉ hơn 1.300m², sẽ là công viên văn hóa và phù hợp với vị trí trước nhà hát thành phố. Thời gian qua, một số dự án đã triển khai thực tế theo định hướng thiết kế về không gian công cộng trong khu vực trung tâm, như công trình cải tạo công viên tượng đài Chủ tịch Hồ Chí Minh trước Ủy ban nhân dân thành phố nằm trên đầu đường phố đi bộ Nguyễn Huệ, hay dự án cải tạo nâng cấp đường đi bộ Nguyễn Huệ. Cùng với ý tưởng thiết kế công viên 23 tháng 9 sắp tới, hay thiết kế nhà ga ngầm, khu trung tâm và khu thương mại ngầm Bến Thành sẽ trải dài dọc đường Lê Lợi, đã và đang từng bước khái quát toàn cảnh bức tranh không gian công cộng mới, đa chức năng, đáp ứng cho nhiều loại hình lễ hội, ăn chơi, nhảy múa thường niên, giải trí đường phố, góp phần thay đổi và cải thiện chất lượng môi trường và không gian xanh gắn liền với mục đích thương mại. Trục đường Lê Lợi trong tương lai sẽ là tuyến phố thương mại. Dự kiến con đường này sẽ được mở rộng ra hai bên để có không gian dành cho người đi bộ, xe lưu thông ở giữa. Sau khi hoàn thành, phố đi bộ Nguyễn Huệ, công viên Lam Sơn, trục đường Lê Lợi sẽ được phân chia, sắp xếp không gian giải trí lại. Cụ thể, phố đi bộ Nguyễn Huệ kết nối từ bờ sông Sài Gòn đến trước mặt tòa nhà trụ sở Ủy ban nhân dân thành phố, có tượng đài Bác Hồ, sẽ là không gian dành chủ yếu cho các hoạt động chính trị. Đường Lê Lợi trước nhà hát là công viên Lam Sơn dành cho các hoạt động văn hóa. Còn trục đường Lê Lợi từ đài phun nước đến chợ Bến Thành sẽ là trục đường thương mại. Trước khi thành phố Hồ Chí Minh xây dựng phố đi bộ Nguyễn Huệ, nơi này được dân gọi là bùng binh cây liễu. Nó được xây dựng năm 1942.
Năm 2016, khi xây dựng phố đi bộ Nguyễn Huệ, bùng binh này bị phá bỏ. Đến đầu năm 2019, đài phun nước hình tròn tại giao lộ này được xây dựng lại để thay thế bùng binh cây liễu, tạo thành một điểm nhấn thú vị, là điểm giao nhau giữa ba không gian của khu trung tâm được phân chia: chính trị, văn hóa, thương mại dịch vụ. Qua thông tin thứ hai, khi các khu đất vàng ở trung tâm thành phố Hồ Chí Minh hiện nay rất hiếm hoi, thì vị trí đắc địa như Hilton Sài Gòn lại càng khiến khách sạn này trở nên độc đáo. Dự án khách sạn 5 sao có tổng mức đầu tư khoảng 100 triệu USD, sở hữu chiều cao 154m, Hilton Sài Gòn đang là khách sạn 5 sao cao nhất tại thành phố Hồ Chí Minh cho tới thời điểm này. Điểm nhấn của dự án là khối khách sạn có 312 phòng, cùng khu dịch vụ đa năng với hệ thống các phòng tập gym, spa, đặc biệt là phòng hội thảo phục vụ được 1.200 người, bể bơi hiện đại. Dự kiến Hilton Sài Gòn sẽ đi vào hoạt động quý 1 năm 2021. Tiến độ Hilton đến nay chủ yếu là hoàn thiện bên trong. Phần mái công trình đã gắn được dòng chữ Hilton, còn lại vẫn còn khung sắt chờ, chưa lắp gì cả, phần mái này khá lâu. Phần mái của tòa nhà với thiết kế như một chiếc vương miện và hệ thống chiếu sáng đang được BM Window hoàn thiện cũng sẽ góp phần tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho tòa nhà. Còn bên hông, lắp vật liệu bao che, tình hình vẫn không thay đổi gì nhiều, cảnh này thấy một tháng trước, giờ vẫn vậy. Công trình này vì lô đất không được vuông vức nên góc cạnh nhiều ở mặt sau. Qua mặt hông, tiến độ hoàn thiện cũng khá chậm, hầu như không thay đổi gì nhiều. Song công trình này, BM Window, nhà thầu lắp kính, đã chứng minh khả năng của mình trong dự án đầy thách thức này. Đồng thời, sẽ có nhiều biện pháp và kinh nghiệm cần thiết cho các dự án mới, thậm chí còn phức tạp hơn. Qua cảnh công viên cảng Bạch Đằng, có những khẩu súng thần công được đặt hướng ra dòng sông Sài Gòn, đặt để ghi lại dấu ấn lịch sử. Thế mà vẫn có người leo lên thân súng nằm ngủ trưa. Nhiều đoạn vỉa hè ở công viên đã bong chóc, có những nắp hố ga bị hư hỏng nhưng chưa được thay mới, dễ gây nguy hiểm cho người đi bộ. Nhiều người còn vô tư mang bia rượu vào trong bến nhậu nhẹt. Đây là các vỏ đầu đạn pháo và vỏ trái bom được dân chơi tận dụng dựng nên, nhìn thấy vui vui và hài hước. Ở đoạn đầu công viên gần công ty Ba Son, phần nền bê tông mục đá bị vỡ vụn, loang lổ đá chất chồng và thành nơi để rác. Lan can có đoạn bị bung ra khiến chính quyền phải treo bảng cảnh báo. Trên các lan can đều có bảng cấm câu cá, nhưng từ sáng đến tối ở bến Bạch Đằng đều có nhiều cần thủ đến thử tài. Giữa sông có những trụ bê tông và lối đi nằm chỏng chơ giữa dòng nước. Những trụ này và lối đi là một phần của bến phà Thủ Thiêm trước, đã ngưng hoạt động cách đây hơn 10 năm. Đứng từ vị trí này, quan sát rất rõ cầu Thủ Thiêm 2. Hiện nay, tiến độ cầu Thủ Thiêm 2 đã lắp được cặp dây văng thứ 9 cho mỗi trụ tháp chính, tương đương đã lắp được 36 dây văng trên 56 dây văng thiết kế. Phần mặt cầu đã vượt hơn giữa sông, gần tiến đến bờ quận 1. Hiện hai bên thành cầu của nhịp chính đã bắt đầu ốp tấm inox có khung sắt bên trong. Cầu Thủ Thiêm 2 có vận thăng được lắp theo trụ chính nên vận thăng sẽ được lắp nghiêng, kiểu lắp này rất độc đáo và mới lạ, chắc độc nhất vô nhị ở Việt Nam. Vì thường vận thăng được lắp thẳng đứng, chưa thấy lắp nghiêng bao giờ. Nhìn thẳng về phía bên chân cầu Thủ Thiêm, phía quận 2, thì ba block chung cư cao 12 tầng của giai đoạn 1 dự án New Metropole Thủ Thiêm vào sáng ngày 18 tháng 8 đã chính thức cất nóc, hoàn thành phần kết cấu của 12 tầng căn hộ. Giai đoạn 1 và giai đoạn 2 là hai phân khu của dự án The Metropole Thủ Thiêm đã được ra mắt và đặt chỗ 100% ngay trong sự kiện.